Mỗi người chuyên nghiệp nó khác ha. Bởi em nói rồi, làm gì làm phải có tay quen. Nãy là đó em tự làm. Đây là có kỹ thuật của công ty nè. Nãy là em tự làm đó, bởi em tự học hỏi không chứ. Vì người ta đóng rồi mình mới học được chứ. Đúng rồi. Cái này đóng 1 hectare. Bởi đi quay nhiều ha. Đi quay nhiều mình thấy cái này em đóng 1 hectare khoảng bao nhiêu? Tiếng hả? Ôi mới đóng vậy mà xong rồi đó. Đó. Nhanh quá ta. Một cây khoảng. Giờ bây giờ bơm khí. Còn như nãy anh nói là cái này là sau khoảng bao nhiêu lâu mình bơm lại? Thì em cứ khoan chứ khi nào mà cảm thấy mà mũi nó giống y chang quy trình của kia thôi. À là cái sản lượng mũi nó thấp hơn cạo khoảng 50kg nó rồi mình bơm đúng không? Hoặc là cảm thấy mà độ nó lên cao một mức độ nhất định rồi đó. Thì mình mà sản lượng nó bắt đầu nó gần bằng truyền thống rồi thì mình bơm. À, tùy sức cây thôi. Có sức cây thì có đấy, nhiều cây là mình phải để nó bơm có 30, nó ít hơn. Có nhiều cây thì vẫn cao hơn cạo truyền thống mà độ nó tới một mức độ nhất định thì mình mới khoan. Yeah. Mình mới bơm. Cái này cũng chưa quen lắm nhưng mà thấy nó hiệu quả đó. Tại cái định lượng á thì mình nó đúng dính vô tay mình rồi. Nó rất là gọn, còn cái thằng này là mình sẽ kẹp nắp. Mình phải chuyển qua chuyển lại thì nó sẽ lâu hơn thời gian. Hay chứ. Thấy nhiều cái hay lắm. Nên cái này là không đúng tại vì đáng lẽ là mình sẽ bơm chín rưỡi trong quá trình mình đi thì đây mình phải tới mình mới bơm. Thì cái đó là cái mà nó bơm bình ga mini nó bị như vậy. Thì cái cuối cùng mình quay lại cái cây đầu tiên khi mà mình trở về xe mình quay lại rồi, cái này ví dụ như cái này rút ra như cái này là phải đứng cầm đúng rồi. Thực tế là em thấy đứng cầm mình phải mở này ra bơm rút vô mình bơm rồi mình mới đậy lại rồi mình mới đi. Cái này em thấy em mở ra mà nó vẫn giữ nè. Đúng rồi. 80 nè. Còn cái này nó mới mở ra nó xem. Mở ra xì liền. Cái này mở xong rồi mình mới đốt vô bơm. Mà tới cây. Nó như cái này không có định, tại chỉ có quen không có định lượng, tại em dùng có cái định lượng, còn này là cái bình mini. Còn như cái này mình rút ra xong rồi mình đi mình vừa bơm được. Nó khác, còn một cái là đứng lại bơm nó sẽ mất thời gian hơn. Mất thời gian hơn. Như anh giải thích là em hiểu. Và cái thao tác em thấy rõ ràng nhanh hơn nhiều đâu. Chỉ rút ra, cắm vô, rút ra, cắm vô, không mở, không gì hết. Nên cái này nó, hồi xưa anh cũng có phát triển cái van một chiều, sau đó anh thấy không hiệu quả. Thì là cái này nó khắc phục cái vấn đề của van một chiều luôn. Là phải xì khí. Xì khí mà phải xì vô trong cái van á. Thì thằng này là mình rút ra, mình đẩy khí vậy nè. Đó, mình đẩy khí, mình bơm. Mình đẩy vô người mình nè. Mình rút ra, mình đẩy vô người mình trong quá trình đi xong làm bơm. Vừa đẩy vô người mình là vừa bơm luôn. Mà cái nắp chóp này được cái nó không xì mũi vô trong túi khí. Tại vì nó cái lỗ thông khoáng nó lớn á, mũi nó dễ đông. Và đồng thời là cái này nó bén hơn. Và nó phù hợp với cây, nó có tới 2 ly rưỡi, 2 ly 8 và 3 ly rưỡi nó phù hợp với cây. Nên cây mình như thế nào mình chỉ dùng cái loại cho nó phù hợp thôi. Cái này là nó vẫn bén hơn. Nó bén. Cái nắp cũ đã dùng năm nay năm thứ ba. Cái này bén như dao cạo. Đúng rồi. Bén như dao. Còn cái này thì nó không bén. Thì càng ngày càng cải tiến để cho mà nó hiệu quả hơn. Hiệu quả cho bà con tôi làm. Đây. Quay hai cái nắp nó khác nhau. Này là cái lỗ nhỏ, trong là lỗ nhỏ. Này lỗ lớn mà cái này nó bén hơn. Mà cái hạn như cái cây mà da tái sinh đi đóng mà nó xì vô thì mình chỉ lấy con kẽm mình dứt cái mũ trong nó ra thôi. Cái lỗ này nhỏ quá nó vẫn bị tái. Và đồng thời cái túi khí cũ, cái túi khí này em thấy không, nếu có trường hợp mà bắt đắt lắm á mũ nó vô trong đây thì nó sẽ động ở dưới cái này. Thì lần sau em vẫn bơm được, khi dùng một ít mũ đi vài chục ml đi khi nằm dưới đây mười mấy ml nằm đây, còn cái túi này á nó vô đây là nó vô trong cái này rồi. Là mình phải bỏ. Ví dụ như cái này cũng được, ví dụ như cái khúc này nó nếu có vô mũ nè mình tháo ra mình cắt mình bỏ mình thay thế được. Còn nếu mà vô mũ trong túi khí thì nó nằm ở phía dưới rồi. nó nằm phía dưới đáy để nó trọng lực mà nằm phía dưới đáy thì mình vẫn xài được chứ không phải là nó chỉ là đồ đựng khí thôi, mình còn bơm được là còn sử dụng được. Đó, nên cái loại này thì nó hiệu quả và cái độ bền nó cũng rất là cao, nó không có cho khí hầm hấu. Nó có đặc điểm đầy đủ của túi nhúng.
mà trong khi đó là vận chuyển, có gì đó là mình hưởng lợi hơn. Đây mình có hướng dẫn ở trên bao bì đó. Sản phẩm này thì không có hướng dẫn đó. Đây là bên này số điện thoại của công ty nè đó. Rồi còn đại lý của mình ai bán bên này thì ai bán sản phẩm này cho mình thì người ta sẽ tư vấn và tư vấn rồi người ta đến làm cho mình. Có số điện thoại kỹ thuật ở trên đó thì nó giúp hôm nay là chỉ có phục vụ khách hàng tốt hơn.